chào các bạn. Vợ chồng mình hôm nay là ngày 23 tháng 4 âm lịch. Đang quay buổi ban đêm khoảng giờ này là 10 giờ rưỡi tối. Đang ở trước cổng chùa Bà Núi Sam. Đây là ở ngã tư chùa Bình Đạo. Mình đang đi vào Núi Sam, tối nay là ngày lễ tắm bà, đi dạo một vòng. Thử nếu không được quẹo qua anh đây lên trên đó. Tối nay là ngày lễ tắm bà, ngày 23 tháng 4 lịch. Lúc này là đang là khoảng 22 giờ 30, với bà Núi Sam, Châu Đốc, An Giang. Nếu mà được chạy xe lên, còn không được là vòng ra bên tay trái. Lúc này đang chạy đường chắc không biết, nếu mà cho trở lên. Này mình hôm qua là mình đi bộ đi rước bà về, hôm nay mình chạy xe chậm chậm. Con đường này là trước cổng chùa bà hả, chạy chậm chậm một vòng. Thank you.
vòng nữa hả em? Hello mà hello đưa o. Là chụp đi đưa o kìa. Đi. Ôi. Tôi không tin thế à? Em đi xuống đi em tin mê coi. Anh đậu vô vô chồng chút. Ta chân phải đang bếp đó quay đây. Cảm ơn. Lúc này chắc không cho mình vô đâu. Đâu có cho vô chị ơi. Cảm ơn. Quay làm gì đấy? Bây giờ là mình không có phiếu, mình không được vào. Có phiếu phải đi đăng ký phiếu. Cái đó mình phải đi lại chỗ ban hoặc kia bằng quan tổ chức ban tổ chức á, phải ghi vô gì gì lum la mới được. Bên này là ban đêm của Lan Thoại Ngọc Hồng. Này. Bánh mì nắng giòn mới ra là đây. Mình đi xung quanh bàn thì cũng được rồi. Đây là phía trước cổng hả? Cổng trước. Cổng trước.
sao? Rồi chậm chậm trước cổng ha. Đây là cổng trước của miếu Chúa Xứ Thành Miếu ở trên bảng đi. Chúa Xứ Thành Miếu. Người vẫn đông đúc. Từ từ quay phim. Quay phim. Sâu đốc đây, dẫn sâu đốc đây, ba chú nghe một cái. Em mở con xe đi đón lại, dẫn đón rất ngoài. Qua chị biết ai cái bộ giá trước mình mua cái 10 bộ lớn mười nhỏ cái nào mấy chị lại mấy con à, cái giá gì giá bèo giá này có bánh xèo mấy chị cái bèo cái mặt cái đấy cục thịt mặt mấy con 10 bộ 10 bộ có cặp ăn tiêu bao nhiêu được hết mua sống thì còn 10 bộ camera lớn anh quay đẹp không? Không. Không bằng. Mà anh chạy. À, nhà trọ đó đèn đủ màu hết. Lần lượt ra ha, toàn về ha. Hãy subscribe.
này hồi xưa là chợ. Qua cổng về Châu Đốc.